Rồi thầy chào tất cả các em. Trong tiết số 2 này, thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về công thức cộng. Rồi bây giờ ta đi bài số 1. Bài số 1 như sau. Là chứng minh câu số 1 này. Sin x cộng với cos x bằng căn 2 nhân vi sin của x cộng với bi chia 4 bằng căn 2 nhân vi cos của x trừ đi bi chia 4. Bây giờ ta chứng minh công thức này. Thì muốn chứng minh công thức này, ta xem ta xuất phát từ đâu. Ta nhìn vào cái đề bài kia. Ta sẽ xuất phát từ cái bê dưa này. Nếu mà nói về từ bê dưa thì ta sẽ dùng công thức cộng tách đặt ra về bên trái, tương tự về phải thầy cũng đưa về bên trái, dùng công thức cộng ra này. Và bây giờ ta sử dụng, ta bắt đầu làm căn 2 sin x cộng với bi chia 4, căn 2 ta giữ nguyên đi. Các em dùng công thức cộng tách ra này. Sin a cộng b, sin thì sin cos, sin thì sin cos, cos sin. Rồi thì ghi thứ tự ở đây, hiểu chưa? Đây là a, đây là b, sin cos, cos sin. Tới đây ta chỉ việc bấm máy thôi. Cos bi chia 4 bằng căn 2 chia 2. Ta lưu ý ta ghi sin x nhân với cos bi chia 4 thì được. Nhưng mà khi ta bấm máy căn 2 chia 2 thì ta nên để cái số căn 2 chia 2 trước chữ sin. Còn nếu không ta phải ghi cho khoảng xa một chút, đừng có ghi sát. Cộng với đây là căn 2 chia 2 nhân với cos x. Cuối cùng ta nhân phân phối, ta được là sin cộng với cos. Tương tự gam này, căn 2 cos của x cộng với bi chia 4, ta cũng làm tương tự như vậy. Cos thì cos cos, sin sin dấu trừ dấu cộng thành dấu trừ, trừ đi sin x sin bi chia 4. Căn tính cái này bằng căn 2 giữ nguyên. Cos bi chia 4 là căn 2 chia 2, đây là cos x. Sin bi chia 4 là căn 2 chia 2 nhân với sin x. Ta nhân phân phối, cos đây là dấu trừ, đây là dấu trừ thì nó này trừ thành cộng. Cuối cùng nó là cos x cộng với sin x. Thầy đánh dấu đây là số 1, đây là số 2. Từ 1 và 2 suy ra, suy ra điều phải chứng minh. Thầy đi tắt chỗ này. Rồi ta qua câu A. Câu số 2 như sau này. Sin x trừ đi cos x bằng căn 2 nhân với sin x trừ bi chia 4 bằng trừ căn 2 nhân với cos x cộng với bi chia 4. Rồi bây giờ ta làm cái này. Ta cũng xuất phát từ vế giữa và vế phải này, ta biến đổi là vế đầu. Thực ra ở đây các em nhìn rất là dễ. Ở đây ta chỉ dùng công thức cộng tách để ra ngay công thức này. Cái mấu chốt là vấn đề chỗ đó. Bắt đầu là căn 2 sin sin thì sin cos cos sin nha. Sin x nhân với cos bi chia 4 trừ y cos x nhân với sin bi chia 4. Cos bi chia 4 là căn 2 chia 2. Sin bi chia 4 vẫn là căn 2 chia 2. Rồi ta nhân phân phối đã được, đây là sin trừ cos. Rồi tiếp tục các em ta sửa
lý cái chỗ này trừ đi căn 2 nhân với cos trừ căn 2 giữ nguyên nhé. Đây ta có cos a cộng b, cos thì cos cos. Sin sin giữ trừ, trừ đi sin x nhân x sin b chia 4. Ở cos b chia 4 là căn 2 chia 2, đây là cos x. Sin b chia 4 là căn 2 chia 2, đây là sin x. Kem phá bung ngoặc ra, ta nhân phân phối thì kết quả này vẫn là sin trừ cos. Thầy đánh dấu đây là số 1, đây là số 2. Từ 1 và 2 suy ra điều phải chứng minh. Người ta ghi bài số 2. Bài số 2 là tính câu A. Câu số 1 là A bằng sin 10 độ nhân với cos 20 độ cộng với sin 20 độ nhân với cos 10 độ. Mẫu số cos 17 độ nhân với cos 13 độ trừ đi sin 17 độ nhân với sin 13 độ. Vậy câu số 1 đây, các em ta xem. Đầu tiên ta kiểm tra lại này, trên tử và mẫu có phải là công thức cộng hay không. Sin 10 cos 20, chỗ này thì ta thấy nó là công thức cộng rồi, nhưng nếu em nào chưa vững thì ta có thể đổi cái thứ tự lại. Sin 10 nhân với cos 20 cộng với cos 10 nhân với sin 20, ghi phải cho nó đúng với công thức cộng. Còn dưới mẫu là cos cos sin sin dấu trừ, nó đã đúng rồi, ta để im. Đây là cos 17 độ cộng với 13 độ, dấu trừ thành dấu cộng. Đối với hàm cos thì nó đổi dấu, còn hàm sin thì giữ nguyên dấu, trên tử là sin của chỗ này thì tắt luôn đi. 10 độ cộng với 20 là sin 30, dưới mẫu là cos 30 độ. Như vậy kết quả này là tan 30. Tan 30 là 1 chia căn 3. Lời câu số 2, b bằng sin 9 độ nhân với sin nhân với cos 39 độ trừ đi cos 9 độ nhân với sin 39 độ chia cho mẫu số này. Cos 3 bi chia cho 7 nhân với cos 5 bi chia 28 cộng với sin 3 bi chia 7 nhân với sin 5 bi chia 28. Rồi bây giờ ta xử lý cái câu này. Các em kiểm tra lại trên tờ đã là công thức cộng mà đủ chưa? Sin thì sin cos cos sin. Như vậy đây là A, đây là B, đúng không các em? Trên tờ tách ra là 9 độ trừ 39 độ. Đây là cos. Cos thì cos cos sin sin dấu trừ, cộng thành trừ. Thành ra thành ghi đây là 3 bi chia 7 trừ 5 bi chia 8 chia cho 28. Ta tính ra đây là sin của trừ 30 độ. Ta bấm máy cái số này, 3/7 3/7 trừ đi 5/8 5/28. Ta bấm máy được là bi chia 4. Bi chia 4 sin 3 sin trừ 30 độ thì là trừ sin 30 độ. Đây là cos bi chia 4. Rồi bây giờ ta tính ra
Đây là trừ 1 phần 2, đây là căn 2 chia 2. Kết quả là trừ 1 phần căn 2. Rồi đã qua bài số 3. Bài số 3 là rút gọn. Câu số 1 A bằng trên tử là sin A cộng B cộng với sin A trừ B. Dưới mẫu là cos A cộng với B trừ đi cos A trừ đi B. Bây giờ ta dùng công thức cộng, ta mới xử lý thức này. Sin thì sin cos của sin em. Sin thì sin A nhân với cos B cộng với cos A nhân với sin B. Sin thì sin cos cos sin. Tiếp tục sin cos sin A nhân với cos B trừ đi. Đó. Ở dưới mẫu ta dùng công thức cộng tách ra cos thì cos cos. Sin sin dấu trừ dấu cộng thành dấu trừ. Sin A sin B cộng với cos cos. Đây là dấu trừ thành dấu cộng. Nhưng mà trước đây là dấu trừ thành ra kết quả vẫn là dấu trừ. Dấu trừ là trừ sin A sin B. Cos thì cos cos. Sin sin dấu trừ thì kiểm tra cái đề đúng chưa? Rồi. Đây là dấu trừ như vậy, đây là dấu trừ. Đó. Rồi các em còn thắc mắc không? Đáng lẽ là như này. Đây là dấu cộng, các em hiểu chưa? Nhưng mà thầy phá ngoặc đồng thời luôn thì ta mới đây mới là dấu trừ đó. Rồi các em đơn giản đi xem nó bằng còn cái gì này. Ở trên tử đơn giản thế này. Vậy thì tử nó còn lại là hai lần sin A nhân với cos B. Đơn giản thế này. Đơn giản cái cos này này. Dưới mẫu nó còn lại là trừ 2 lần sin A nhân với sin B. Đơn giản thì còn dấu trừ. Đơn giản cái sin cos chia sin là cô ta. Đó là câu số 1. Ta qua câu số 2 B bằng B bằng là sin sin của A cộng với B cộng với sin A trừ đi B. Dưới mẫu là sin A cộng với B trừ đi sin A trừ đi B. Rồi câu B em thấy tương tự như câu A. Ta dùng công thức cộng căn tách ra. Trên tử vẫn là sin A nhân với cos B cộng với cos A nhân với sin B cộng với sin thì sin cos trừ đi cos A nhân với sin B. Dưới mẫu kèm dùng công thức cộng tách ra sin thì sin cos cos sin trừ đi sin cos. Rồi đây là dấu cộng cos A nhân với sin cos 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 sin. Rồi. Rồi các em xem tôi đơn giản này. Đơn giản thì cos này. Đơn giản cái này với cái này. Kết quả bằng trên tử là 2 lần sin A nhân với cos B. Dưới mẫu là 2 lần cos A nhân với sin B. Đơn giản đi, số 2, số 2 mất. Sin chia cos bằng tan A. Cos chia sin bằng cotan. Ta qua bài số 4.
Bài số 4 đề bài như sau là cho tam giác ABC chứng minh câu số 1 sin B chia 2 nhân với cos C chia 2 cộng với cos B chia 2 nhân với sin C chia 2 bằng cos A chia 2. Rồi các em ta xem bài này. Ta xuất phát từ vế nào thì thấy ngay ta xuất phát từ vế trái. Các em xem là nó có phải là công thức cộng hay không? Sin cos rồi cos sin. Từ đây thấy ngay vế trái chính là công thức cộng là b chia 2 cộng với c chia 2. Và b chia 2 cộng c chia 2 bằng cái gì? Thì ta nhớ này này. Trong tam giác ABC đấy thì tổng ba góc A cộng B cộng với C nó bằng đi. Như vậy ta suy ra A góc B cộng với C nó bằng là đi trừ đi A, đúng không? Và ta cũng suy ra vậy thì B chia 2 cộng với C chia 2 bằng đi chia 2 trừ đi A chia 2. Ta được phép suy như vậy. B chia 2 cộng C chia 2 ta biến đổi ra được thức này. Thành ra ta chỉ còn một con đường thôi là B ta tách ra là B chia 2 trừ đi A chia 2. Và cung này là cung gì? Ta thấy ngay đây là cung phụ. Phụ thì phụ chéo sin bằng cos. Cos A chia 2 bằng vế bên phải. Rồi đọc vào câu số 2. Cos B nhân với cos C trừ đi sin B nhân với sin C cộng với cos A bằng 0. Và ta xuất phát từ ở bên trái nha. Thì ghi lại cái đề. Cos B nhân với cos C trừ đi sin B nhân với sin C thì cộng với cos A. Ta nhìn lại cái vế trái đây là cos cos sin sin dấu trừ. Vậy thì vế trái chính là cos của B cộng với C. Bây giờ làm thế nào để ra số 0? Thì ta thấy ngay cái B cộng C của em đó. Đó chính là AB trừ A. Cos B trừ A cung này là cung bù bằng trừ cos A. Trừ cos A cộng với cos A bằng 0 bằng vế bên phải. Ta qua câu số 3. Câu số 3 là tan A cộng với tan B cộng với tan C bằng tích tan A nhân với tan B nhân với tan C. Điều kiện đề bài cho là tam giác ABC không vuông. Ta xuất phát từ bài này, ta xuất phát từ vế nào? Ở đây bài này nó có hai cách làm. Thành ra thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm bằng hai bài này bằng hai cách. Cách đầu tiên đó là ta sẽ xuất phát từ vế trái biến đổi sang vế bên tay phải. Vế trái là tan A cộng với tan B cộng với tan C. Bây giờ ta biến đổi sang vế bên tay phải, tức là ta phải nào từ tổng ta phải đưa về tích. Mà muốn đưa về tích thì ta phải gom từ từ là tan A trong tách ra là sin A chia cos A, tan B là sin B chia cos B, tan C ta tách luôn. Rồi các em xem này, ta gom hai cái này lại. Mẫu chung của em là cos cos A nhân với cos B. Thì ghi lại là sin A nhân với cos B cộng với cos A nhân với sin B. Đây là sin C chia cos C. Ở trên tử đây là sin công thức cộng, thấy chưa?
Như vậy đây chính là sin của A cộng với B. Mẫu chung nó là cos A nhân với cos B. Hãy ghi lại đây là sin C chia cos C. Tới đây ta nhìn thấy, ta chưa nhìn thấy được hai vế này có nhân điểm chung là cái gì. Nhưng mà ta để ý này, sin A cộng B đó, sin A cộng B thì được phép làm tắt thế này. Các em xem này. Sin của A cộng với B bằng sin của B trừ đi C bằng sin C. Ta được phép ghi ngay sin A cộng B bằng sin C. Nếu em là không hiểu thì ta có lời giải thích bên cạnh, ta khỏi cần ghi nữa cho nó đúng mất thời gian. Ta ghi ngay đây thì chính là sin C kia. Đây là cos A nhân với cos B nhân cộng với sin C chia cos C. À, nếu em nào chưa hiểu kỹ thì ghi, có thể ghi ở trong vở hay ghi là gì hay là lời giải thích cũng không sao hết. Tiếp theo là ta có nhân điểm chung. Nhân điểm chung của em đây là sin C đưa ra ngoài, bên trong là một phần cos A nhân với cos B rồi cộng với một phần là cos C. Sin C thì giữ nguyên nhé. Bây giờ ta quy đồng mỗi số. Lời mẫu chung của em là cos ba cái này nhân với nhau, cos A cos B nhân với cos C. Ở trên tờ thì ghi lại đây là cos C cộng với cos A nhân với cos B. Rồi ta nhìn đề bài, cái mẫu số của em á tan ba này nhân với nhau thì mẫu số đủ ba này không? Ở đây ta có sin C đây, nhưng mà trên tử nó phải là sin A nhân với sin B. Như vậy toàn bộ cái đống này ta phải biến đổi thành sin A nhân với sin B. Làm sao được cái đó? Như vậy ta phải bật cái thằng cos C này, đó là cách duy nhất. Mà cos C xử lý như thế nào? Đây là lời giải thích. Cos C nó chính là cos của bi trừ đi m hoặc a cộng với b. Cos bi trừ alpha thì bằng trừ cos alpha. Cos bi trừ alpha bằng trừ cos alpha. Mà trừ cos a cộng b thì bằng trừ này cos cos. Cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Như vậy là đây là cộng với sin a sin với b bằng sin C thì giữ nguyên nhé. Cos C thì ghi lại là trừ cos A nhân với cos B cộng với sin A nhân với sin B. Rồi đây là cộng với cos A nhân với cos B. Duy mẫu của em đó là cos A nhân với cos B nhân với cos C. Rồi bây giờ các em ta đơn giản thế này. Còn lại là ba cái sin nhân với nhau, sin A nhân với sin B nhân với sin C. Duy mẫu là ba cái cos nhân với nhau, cos A nhân với cos B nhân với cos C. Kết quả sin với cos là tan. Như vậy đây là tan A nhân với tan B nhân với tan C bằng vế phải. Vậy em hiểu chưa? Thầy nhắc là ở đây trong cách này biến đổi từ vế trái qua vế phải, ta sẽ gom từng từng cái một. Đầu tiên là gom hai cái đầu hai cái đầu này tách ra, tách ra thì nó thấy đó là công thức cộng, rút gọn, rút gọn xong rồi. Nhưng mà ta phải thấy, mà muốn đưa về một cái phân thức ta phải làm xuất hiện nhân tử chung. Nhìn vào đây chưa có nhân tử chung, nhưng mà góc A cộng B chính là B trừ góc C, thành ra cái này có cái này đưa nhân ở chung ra ngoài. Tới đây ta làm gì để ta nhìn về cái đề bài mẫu giống nhau rồi từ chỗ này. Như vậy toàn bộ cái đống này ta phải biến đổi nó bằng là sin A nhân với sin B. Như vậy ta phải mất cái cos C thì xử lý, anh thấy chưa? Đó là cách số 1. Bây giờ thì nói về cách số 2.
thì xuất phát từ cái góc A cộng với B nó bằng B trừ góc C. Căn tới đây thì công nhận thôi vì nó hiển nhiên đúng. Từ đây thì suy ra nè, ta có tan A cộng với B thì đây chính là tan của B trừ C. Rồi ta dùng công thức cộng tách ra tan A cộng với B thì là tan A cộng với tan B chia cho mẫu là 1 trừ đi tan A nhân với tan B. Tan B trừ C thì bằng trừ tan C. Cung này là cung bù. Rồi ta nhân chéo lên tiếp. Tan A cộng với tan B. Ta nhân chéo lên trừ tan C thì đi chậm lại nhé. Nhân với đây là 1 trừ đi tan A nhân với tan B. Rồi cho ta phá ngoặc. Nhân phân phối đây là trừ tan C, ta chuyển sang mấy bên tay trái. Rồi ta nhân phân phối trừ cái trừ là dấu cộng. Tan A cộng với tan A nhân tan B nhân với tan C. Tới đây là chứng minh xong. Người ta qua câu số 4. Câu số 4 là tan A chia 2 nhân với tan B chia 2 cộng với tan B chia 2 nhân với tan C chia 2 cộng với tan C chia 2 nhân với tan A chia 2 bằng số 1. Thì bài số 4 này ta cũng có hai cái hướng giải. Đầu tiên là nói về cách số 1 trước. Cách số 1 thầy sẽ biến đổi vế trái ra vế phải nhé. Bây giờ hai vế trái là tổng ba cái biểu thức này thì muốn ra vế phải thì nó phải ra số 1. Như vậy thì tìm cách thì gom lại rồi thầy mới đơn giản em hiểu không? Đầu tiên thì xử lý hai cái biểu thức đầu này nó đều có nhân điểm chung là tan B chia 2. Vậy thì bên trong là tan A chia 2 cộng với tan C chia 2. Rồi cộng với đây là tan C chia 2 nhân với tan A chia 2. Rồi ta xem này. Đây là tan B chia 2 đã giữ nguyên. Ở đây ngay muốn muốn tìm tổng hai cái tan này ngay lập tức thầy quy đồng mẫu số tách ra. Ở đây thì ta làm tắt mẫu chung là cốt A chia 2 nhân với cốt C chia 2. Ở trên tử đây là sin, ta quy đồng mẫu số như vậy đây là sin A chia 2. Sin A chia 2 ta phải nhân với cốt C chia 2. Rồi đây là sin C chia 2 ta nhân với cos A chia 2. Tới đây ta tách luôn đi. Tan C chia 2 ta tách là sin C chia 2 cos C chia 2. Đây là sin A chia 2 cos. Ta xem nó bằng cái gì này. Cái đầu tiên đó, cái biểu thức đầu tiên của em thì tách luôn thì tan B chia 2 là sin B chia 2 cos B chia 2 ở trên tử. Trên tử nó là công thức cộng với sin thì sin cos cosin. Như vậy trên tử nó là sin của góc A chia 2 cộng với C chia 2. Dưới mẫu ta ghi lại là cos A chia 2 nhân với cos C chia 2. Thầy ghi lại cái đề chứ là sin C chia 2 sin A chia 2 cos C chia 2 nhân với cos là A chia 2. Rồi chỗ này các em này, sin A chia 2 cộng C chia 2 bằng cái gì? Chính là sin của B chia 2 trừ IB chia 2. Mà sin B chia 2 trừ B chia 2 thì nó là cung bình cung phụ, phụ chéo cos B chia 2.
Thành ra cái tử số ta ghi là trên tử đây là cốt B chia 2 giữ mẫu. Rồi đây là cốt là C chia 2 nhân với cốt A chia 2. Rồi tôi đơn giản nha, đây đơn giản đi xem nó bằng còn còn cái gì nữa. Sau khi đơn giản xong thì mẫu chung nó giống nhau đúng không? Mẫu nó giống nhau rồi, ta ghi là cốt A chia cho 2 nhân với cốt C chia 2. Ta xem trên tử còn cái gì? Trên tử còn sin B chia 2 cộng với sin A chia 2 nhân với sin C chia 2. Ở đây ta phải đơn giản hồi nó ra số 1. Ở cái mẫu số là chỉ có góc A với góc C thôi. Như vậy trên tử ta phải mất cái góc B để đi game này. Không hiểu chưa? Mà góc B chia 2 bằng cái gì? Thì ta nhớ này, này. Đây là lời giải thích nhé. Góc B chia 2 đấy. Sin B chia 2 bằng sin của B chia 2 trừ đi. Đây là A chia 2 cộng với C chia 2 đúng không ạ? Mà sin cái này thì chính là cốt A chia 2 cộng với C chia 2. Cung này là cung phụ, phụ chéo. Đây là lời giải thích. Thành ra để có được cái này, anh lập tức phải tách ra là đây là cốt A chia 2 cộng với C chia 2. Người chăm dùng công thức cộng và tách ra cốt thì cốt cốt sin sin dấu trừ là sin A chia 2 nhân với sin C chia 2 cộng với sin A chia 2 nhân với sin C chia 2 mẫu số. Kem đơn giản cái này. Như vậy nó xuất hiện cái tử số. Thế đây nó là cốt là A chia 2 nhân với cốt là C chia 2 mẫu số giữ nguyên bằng số 1. Một bài toán nó hơi dài, hơi khá vất vả luôn nha. Thì ta làm là cách số 1 thì bài toán nó hơi dài. Bây giờ ta sẽ làm là cách số 2. Bây giờ xem này. Cái góc A chia 2 cộng với B chia 2 đó, nó bằng B chia 2 trừ B C chia 2. Các em công nhận điều này không? Từ đây thì lấy tan hai vế, suy ra tan A chia 2 cộng với B chia 2 đó. Điều này tương đương với đây là tan A cộng B. Tan A cộng B thì là tan tổng bằng tổng hai tan chia cho số 1 đem trừ tích tan. Tan B chia 2 trừ C chia 2 là cotan C chia 2. Em hiểu cái này chưa? Cái này là bằng cotan C chia 2. Mà cotan thì bằng 1 phần tan. Rồi tới đây ta nhân chéo lên tương đương. Ta nhân chéo lên kia, đó là tan C chia 2 tan A chia 2 cộng với tan B chia 2 bằng đây là 1 trừ đi tan A chia 2 nhân với tan B chia 2. Rồi ta phá ngoặc ta ra ngay kết quả. Ta cầm cái này ta chuyển sang cái kia. Tan A chia 2 nhân với tan B chia 2
cộng với tan B chia 2 nhân với tan C chia 2 cộng với tan C chia 2 nhân với tan A chia 2 bằng 1. Như vậy tới đây là chứng minh xong. Như vậy tiết thứ hai tới đây là xong. Tiết thứ ba tiếp tục thầy sẽ dạy các em về bài tập về công thức cộng. Thầy chào các em.